Quy hoạch chung tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cơ bản hoàn thành, đăng trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch này giúp nhận diện thực trạng phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua và hoạch định cho sự phát triển giai đoạn tới. Trong quy hoạch chung tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, lĩnh vực công nghiệp được kỳ vọng sẽ phát triển mang tính đột phá chiến lược bền vững. Khu kinh tế Dung Quất là trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Điều chỉnh quy hoạch lần này sẽ xây dựng khu kinh tế Dung Quất trở thành một khu vực phát triển kinh tế năng động, đột phá, hiện đại, hiệu quả và bền vững. Trong đó, phát triển công nghiệp theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện nay thì cái vai trò và tầm quan trọng của khu kinh tế Dung Quất đóng góp vào cái chung của tỉnh cũng như khu vực rất quan trọng. Nhưng mà dư địa phát triển của Dung Quất còn rất nhiều. Vì là chúng ta đang rà soát lại các cái dự án đầu tư mà cấp cho nhà đầu tư nhưng nhà đầu tư triển khai chậm hoặc là không triển khai hoặc là chưa đưa đất kịp thời vào sử dụng thì chúng ta phải tập trung xử lý. Một mặt khác thì chúng ta cũng thực hiện quy hoạch chung điều chỉnh để mở ra những quỹ đất mới và tạo điều kiện thu hút những nhà đầu tư chiến lược, và đây chính là cái đòn bẩy cho phát triển trong tương lai. Trong định hướng phát triển công nghiệp, Quảng Ngãi tăng tỷ trọng nội địa hóa sản phẩm đối với một số sản phẩm công nghiệp chủ lực và giảm tỷ trọng sản phẩm công nghiệp sơ chế, gia công, lắp ráp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến chế tạo, các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, nắm bắt cơ hội khi Bộ Chính trị xác định xây dựng khu kinh tế Dung Quất là trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. Chính phủ của chúng ta đã cam kết là trong cái COP 26 chống biến đổi khí hậu. Thì như vậy là cũng là cái cơ hội để mà chúng ta, là cái động lực để chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Ở đây thì như tôi vừa nói là chúng ta xây dựng cái chiến lược. Thì trong cái chiến lược đó thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch là chuyển đổi dần sang hóa dầu, từ lọc dầu sang hóa dầu. Thì để thực hiện cái chiến lược đó thì tư vấn cũng đang hỗ trợ cho chúng tôi tìm kiếm những cái sản phẩm hóa dầu nào đó mà nó phù hợp nhất và có hiệu quả nhất. Và trên nền tảng đó chúng tôi sẽ xây dựng những cái dự án trong thời gian tới để chuyển đổi sang hóa dầu. Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quảng Ngãi sẽ điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với định hướng cơ cấu lại các ngành công nghiệp, xây dựng năng lực hỗ trợ cơ cấu lại các ngành công nghiệp. Để đạt được các mục tiêu này, Quảng Ngãi sẽ xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, cơ cấu lại ngành công nghiệp, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên và công nghiệp hỗ trợ, nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp. Quảng Ngãi là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp rất là tốt và có hiệu quả, và chúng tôi tiếp tục phát huy cái lợi thế này để triển khai trong thời gian đến. Tuy nhiên, đối với cái lĩnh vực phát triển công nghiệp thì Quảng Ngãi sẽ lựa chọn các cái lĩnh vực mà ngành mà có giá trị gia tăng cao, ít ô nhiễm môi trường, có sử dụng lao động nhiều để Quảng Ngãi thu hút đầu tư. Chúng tôi không phải là phát triển công nghiệp bằng mọi giá, vì công nghiệp của Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua là chúng ta chưa có, thì chúng ta thu hút những ngành công nghiệp nặng có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nhưng đến thời điểm này thì chúng ta có một cái cách nhìn nhận mới và có một cái định hướng mới, đó là phát triển công nghiệp ổn định, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao, có sử dụng lao động nhiều. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi hiện cao nhất ở khu vực duyên hải miền Trung. Thế nhưng giá trị tạo ra chủ yếu nằm ở một vài doanh nghiệp lớn chưa bền vững. Việc lập đồ án quy hoạch chung của tỉnh lần này sẽ là cơ sở quan trọng để tìm ra những động lực mới cho phát triển công nghiệp trong bối cảnh mới.